Chào mừng quý vị và các bạn đến bản tin thể thao ngày 2 tháng 8. Như thường lệ sau đây sẽ là những thông tin chính. Đếm ngược thời gian khai mạc Olympic 2016. Các vận động viên cử tạ Nga kháng cáo lên CAS. Liên đoàn bóng đá Argentina bổ nhiệm ông Ecaro Bauza làm huấn luyện viên trưởng. Thưa quý vị và các bạn, dù đoàn thể thao Nga đã làm lễ xuất quân và lên đường tới Rio, nhưng vẫn còn một số vận động viên chưa thể góp mặt do còn đang phải chờ phán quyết cuối cùng từ các liên đoàn thể thao thế giới. Hiện tại thì ngày đưa ra những quyết định cuối cùng dành cho các vận động viên Nga còn lại đã được ấn định. Dù Ủy ban Olympic Quốc tế đã đưa ra quyết định không cấm đoàn thể thao Nga tham dự Olympic Rio 2016, nhưng nếu các vận động viên xứ Bạch Dương muốn góp mặt ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh sắp tới, họ vẫn cần phải có sự cho phép từ các liên đoàn. Vì thế, vẫn còn nhiều vận động viên đang nằm trong danh sách chờ. Mới đây, Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko cho biết, ngay đưa ra những quyết định cuối cùng từ các liên đoàn thể thao đã được ấn định. Những thủ tục sẽ được hoàn tất chậm nhất là trong 2 ngày tới. Tôi hy vọng toàn bộ các vận động viên đang nằm trong danh sách chờ của Nga đều sẽ được tham dự Thế vận hội, bởi họ đều là những người hội tụ đầy đủ các điều kiện từ phía Ủy ban Olympic Quốc tế. Do vướng vào cáo buộc sử dụng doping có hệ thống, rất nhiều môn thi đấu của đoàn thể thao Nga tại Olympic Rio đã bị cấm, đặc biệt trong số đó là điền kinh. Số lượng các vận động viên của xứ Bạch Dương tham gia Thế vận hội cũng giảm đáng kể so với những năm trước. Ở một thông tin khác có liên quan tới đoàn thể thao Nga, mới đây, các vận động viên cử tạ nước này đã quyết định nộp đơn lên tòa án trọng tài thể thao CAS để kháng cáo án phạt cấm cử tạ xứ Bạch Dương tham dự Thế vận hội. Trước đó, liên đoàn cử tạ quốc tế IWF đưa ra quyết định cấm cử tạ Nga tham gia Olympic sau khi xem xét các số liệu thống kê về vấn nạn sử dụng doping. IWF mô tả những con số trên gây sốc và mang tới thất vọng lớn. Đích thân Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko khẳng định các vận động viên cử tạ Nga sẽ được hỗ trợ hoàn toàn trong quá trình kháng cáo. Nasrin Yadat là một trong những đô vật nổi tiếng của Nga bị cấm thi đấu ở Rio 2016 hơn một tháng trước. Thế nhưng không giống như nhiều đồng nghiệp của mình thì anh đã quyết định gửi đơn kháng cáo lên CAS và mới đây thì những nỗ lực của đô vật này cũng đã thành công. Sau rất nhiều cố gắng kháng cáo thì cuối cùng ngày hôm qua, đô vật người Ấn Độ có tên Nasrin Yadav đã được tuyên tráng án trong vụ điều tra sử dụng doping của cơ quan phòng chống doping Ấn Độ. Theo báo cáo ban đầu cho biết, nguyên nhân Yadav bị kết luận dính doping là do một âm mưu từ bên ngoài, muốn loại bỏ đô vật này khỏi Olympic Rio 2016. Phát biểu sau khi nhận được tin vui, đô vật này cho biết: "Tôi rất hạnh phúc, không có niềm vui nào lớn hơn lúc này, đó là việc nhận được thông tin sẽ được tham dự Olympic. Tôi tin rằng với động lực này, tôi sẽ đem huy chương vàng về cho đất nước." Nasrin Yadav là niềm hy vọng của Ấn Độ ở nội dung vật tự do hạng cân 74 kg. Và năm ngoái ở giải vô địch thế giới diễn ra ở Las Vegas, anh đã giành huy chương đồng. Không chỉ có những rắc rối về chính trị và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, vấn đề về vệ sinh môi trường cũng là một điểm gây nhức nhối tại thành phố Rio de Janeiro trước ngày Olympic khởi tranh. Trong một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc trường Đại học Sao Paulo, thì chất lượng nguồn không khí tại thành phố Rio de Janeiro là rất thấp so với quy định của WHO. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thành phố này liên tục phải xây dựng mới các cơ sở vật chất phục vụ cho World Cup 2014 và Olympic 2016. Điều này đã khiến cho lượng khí thải ở thành phố Rio tăng đột biến và vượt quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm và đã đưa ra kết luận không khí tại thành phố Rio de Janeiro có lượng bụi và khí thải rất cao. Nếu tính theo thang điểm của WHO, thì chất lượng không khí tại Rio thấp hơn ở các nước châu Âu, nhưng cao hơn các nước châu Á và châu Phi. Tôi có thể cảm nhận được bụi bẩn từ các công trình xây dựng trong không khí và trên cả cơ thể tôi. Theo những thống kê cho biết, đã có hàng nghìn người chết mỗi năm tại khu vực đô thị của thành phố Rio de Janeiro bởi các biến chứng liên quan đến không khí. Những người tiếp xúc với ô nhiễm có nguy cơ cao bị ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh suyễn và các bệnh khác. Một thông tin khác liên quan đến tình hình sức khỏe của các vận động viên tham dự Olympic Rio 2016. Mới đây, đã có 4 vận động viên của đội bóng nước Australia đã phải nhập viện vì viêm dạ dày. Chúng tôi đã phải di chuyển họ đến bệnh viện và phải cách ly trong 48 tiếng nữa. Vẫn chưa có kết luận cụ thể và tất cả đều đang phải chờ đợi. Hy vọng sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Họ là những con người ưu tú nhất của chúng tôi. Theo những chuẩn đoán ban đầu, thì có thể 4 vận động viên người Australia này đã nhiễm phải một loại siêu vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm ở các bãi biển hay những hồ nước họ tập luyện thi đấu tại Brazil. Chia tay với những thông tin về Olympic, mời quý vị và các bạn chuyển sang những thông tin về bóng đá. Đêm qua đã diễn ra các trận giao hữu dành cho các câu lạc bộ. Đáng chú ý trong số này là cuộc đối đầu giữa Napoli và Nice.
Sau khi bán đi tiền đạo số 1 của mình là Gonzalo Higuain, thì người hâm mộ đang chờ xem Napoli sẽ thi đấu ra sao và câu trả lời đã được đưa ra một cách khá thuyết phục. Dù chưa chiêu mộ được chân sút nào thay thế sau sự ra đi của Gonzalo Higuain, nhưng ở cuộc đối đầu với Nice, Napoli đã chứng minh trong đội hình của họ, ai cũng có thể ghi bàn. Nếu như Koulibaly đại diện cho hàng hậu vệ lập một cú đúp, thì bàn thắng còn lại của đại diện Serie A đến từ Dries Mertens, một cầu thủ chơi ở hàng tiền đạo. Dễ dàng đánh bại Nice chỉ trong vòng 27 phút, các cầu thủ áo xanh khiến ngài chủ tịch khó tính Aurelio De Laurentiis cũng phải nở nụ cười mãn nguyện. Với hành trang là 2 chiến thắng trên 2 trận giao hữu trước mùa, đương kim áo quân giải vô địch quốc gia Italia đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới. Chuyển sang một thông tin khác, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa cầu thủ và Hooligan trong một trận đấu tại Argentina. Ngay sau khi cuộc đối đầu giữa Bella Vista và Tiro Ferreiro kết thúc, các cổ động viên Bella Vista, thay vì ăn mừng trước vô địch của đội nhà, đã tràn xuống sân để tấn công các cầu thủ đối phương. Điều đặc biệt là dù cho có rất đông các nhân viên an ninh trên sân, song hầu như họ chỉ biết đứng nhìn màn loạn đả giữa cầu thủ và cổ động viên mà không hề can thiệp. Sau sự việc trên, hai câu lạc bộ này cùng cổ động viên của họ chắc chắn sẽ phải nhận những hình phạt rất nặng từ Liên đoàn bóng đá Argentina. Như chúng tôi đã đưa tin thì câu lạc bộ Sunderland đã bổ nhiệm ông David Moyes vào vị trí huấn luyện viên trưởng thay thế cho người tiền nhiệm là Sam Allardyce. Đây được xem là sự lựa chọn hợp lý của mèo đen và đứng trước những sự kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo của đội bóng này. Mới đây, huấn luyện viên David Moyes đã tiết lộ những kế hoạch của ông trong thời gian tới. Ngay sau khi huấn luyện viên Sam Allardyce chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Anh, câu lạc bộ Sunderland đã bổ nhiệm ông David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân ánh sáng. Mèo đen khẳng định thuyền trưởng người Scotland luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đội bóng. Ở buổi họp báo mới nhất, huấn luyện viên David Moyes đã có những chia sẻ về dự định sắp tới của ông với câu lạc bộ mới. Tất nhiên chúng tôi đều muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, Premier League là giải đấu khắc nghiệt và bạn không thể lúc nào cũng lao lên phía trước để tìm kiếm 3 điểm. Mục tiêu của tôi là chú trọng vào tính ổn định trong khâu phòng ngự trước khi đưa ra những giải pháp tấn công cho đội bóng. Tất cả đều phải làm việc hết mình để cùng nhau giúp câu lạc bộ có được những kết quả tốt. Ở mùa giải vừa qua, Sunderland suýt chút nữa đã phải xuống hạng. Đây rõ ràng là điều mà ban lãnh đạo câu lạc bộ không mong muốn lặp lại. Vì thế, họ đã đặt niềm tin rất lớn vào huấn luyện viên David Moyes. Với kinh nghiệm làm việc ở giải Ngoại hạng Anh, rất có thể thuyền trưởng 53 tuổi sẽ mang đến nhiều nét khởi sắc cho đội bóng ở mùa giải tới. Vậy là sau rất nhiều đồn đoán và tranh cãi thì mới đây, Liên đoàn bóng đá Argentina cũng đã tìm cho mình một tân huấn luyện viên trưởng. Người đó là ai thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Edgardo Bauza đã chính thức rời cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sao Paulo của Brazil để chuyển sang đảm nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina. Ông Bauza năm nay 58 tuổi, tuy không phải là một cái tên nổi tiếng nhưng lại đang nắm giữ kỷ lục cùng hai câu lạc bộ khi chiến lược gia này từng giúp Liga de Quito và San Lorenzo lần đầu tiên đăng quang ở Libertadores năm 2008 và 2013. Với quyết định bổ nhiệm ông Edgardo Bauza, Liên đoàn bóng đá Argentina hy vọng nhà cầm quân này sẽ sớm gặt hái được thành công, bên cạnh việc thuyết phục ngôi sao lớn nhất của Albiceleste là Lionel Messi trở lại đội tuyển. Trong khi đó, dù không giành được danh hiệu nào ở mùa giải vừa qua, nhưng huấn luyện viên của Atletico Madrid là Diego Simeone đã vượt qua những đối thủ tên tuổi như Pep Guardiola, Jose Mourinho và Luis Enrique để giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Đây là danh hiệu do tạp chí bóng đá danh tiếng 442 bình chọn và trao giải. Đáng chú ý, Zinedine Zidane không có tên trong top 20 huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Còn lại, những cái tên đình đám khác đều xuất hiện trong top 10. Chuyển sang những thông tin đến từ thị trường chuyển nhượng. Thưa quý vị và các bạn, từng được coi là một tài năng trong thế hệ vàng 1987 của đội tuyển Pháp, thế nhưng Jemery Mendes lại đang trải qua những tháng ngày đáng quên ở AC Milan. Mới đây đã có nhiều thông tin khẳng định rằng tiền đạo này đang có cơ hội làm lại sự nghiệp của mình khi câu lạc bộ Bordeaux đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ anh từ AC Milan. Cùng với Karim Benzema, Sami Nasri, Hatem Ben Arfa, Jeremy Mendes là một trong bộ tứ tấn công nổi tiếng nhất của thế hệ vàng 1987 của Pháp, vô địch U17 châu Âu năm 2004. Tuy nhiên sau đó, sự nghiệp của chân sút này lại khá lận đận. Từng đạt phong độ cao trong màu áo AC Milan, nhưng chấn thương đã khiến Mendes đánh mất chính mình khi chỉ ghi được 2 bàn ở mùa giải năm ngoái. Theo giới truyền thông, câu lạc bộ di động đánh Bordeaux đã đặt mọi thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo 29 tuổi, trong khi Mendes cũng chấp nhận giảm lương để tìm kiếm cơ hội khẳng định lại bản thân. Dự kiến trong ít ngày tới, tiền đạo người Pháp sẽ đến kiểm tra y tế tại Bordeaux trước khi quay trở lại quê hương thi đấu. Ở một thông tin khác, câu lạc bộ Newcastle United đã liên hệ với Hull City để chiêu mộ tiền vệ Mohamed Diame, đề phòng trường hợp Moussa Sissoko chia tay đội bóng. Được biết,
Trích Chùa sẵn sàng chi ra số tiền 4,5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ 29 tuổi. Mohamed Diame gia nhập Hull City từ năm 2014. Anh đã có 50 lần ra sân và ghi được 13 bàn thắng cho đội chủ sân KC. Tiền vệ này sẽ sớm có buổi kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với Newcastle. Trong khi đó, tiền vệ Alexander Song đã chia tay Barcelona để chuyển sang chơi bóng tại Nga cho câu lạc bộ Rubin Kazan. Tiền vệ người Cameroon không nằm trong kế hoạch của đội chủ sân Newcastle và ở hai mùa giải gần đây, anh đã bị đẩy sang West Ham theo hợp đồng cho mượn. Do vẫn không có nhu cầu sử dụng Alex Song nên Barcelona đã quyết định thanh lý hợp đồng trước một năm với tiền vệ này, giúp anh dễ dàng chuyển sang khoa Rubin Kazan theo hình thức chuyển nhượng tự do. Phần cuối của bản tin hôm nay là một cuộc thi đấu rất độc đáo được tổ chức tại Anh liên quan đến cả điền kinh và cả những cốc bia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hàng chục vận động viên đến từ nhiều quốc gia đã có mặt tại một sân vận động ở London để tham gia vào một cuộc thi vô cùng đặc biệt. Đó là cuộc thi uống bia và chạy vô địch thế giới. Thể lệ cuộc thi được công bố rất đơn giản. Bạn cần uống 4 lon bia hoặc 4 chai bia, khoảng 355ml. Trước mỗi vòng đua, bạn sẽ phải uống 1 lon bia và tổng cộng có 4 vòng xung quanh sân vận động. Nếu bạn không thể thực hiện được đầy đủ luật chơi, bạn sẽ bị phạt chạy thêm 1 vòng mà không được uống thêm lon bia nào cả. Giải vô địch thế giới uống bia và chạy năm nay vẫn là sự thống trị của các vận động viên đến từ khu vực Bắc Mỹ. Người đã giành chức vô địch ở nội dung của nam là Corey Bellemore, vận động viên người Canada. Anh uống mỗi lon bia chỉ mất 8 giây và hoàn thành phần thi của mình với tổng thời gian 4 phút 34,35 giây, một kỷ lục thế giới mới. Tôi chỉ cố gắng nốc thật nhanh rồi nén chặt trong bụng là được. Trong khi đó ở nội dung của nữ, người giành chức vô địch là Erin O'Mara, vận động viên người Mỹ. Cô hoàn thành phần thi với thời gian 6 phút 43,35 giây.